Nói cái chi thì cũng đời rằng phải có chỉ duyên. Khi đó tôi làm ở trạm y tế Vinh Hiền thì Hội Chữ Thập Đỏ vận động được khám, thì tôi thấy việc này thì cũng có ý nghĩa, anh tôi đã tham gia và từ đó tới đây thì là 15 năm rồi. Đó. Ví dụ như ở đây mà có một người bệnh đi lên Huế khám rồi đi về thì cái khoản tiền đó là cũng phải là gần cả 100 ngàn, rồi phải mất một ngày. Thì tại sao mình không làm một cái phòng khám bệnh ở đây giúp cho bà con? Thì như vậy là 15 năm thì hầu hết là không gián đoạn mà chỉ có duy trì. Và khám vào thứ bảy hàng tuần. Tôi ra thường cứ chiều thứ bảy có tôi. Tôi mong đi hết để khám 25 năm rồi. Tôi là bác sĩ Châu Văn Thức, hiện tại đang làm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thừa Thiên Huế. Tôi ra trường đến đây là 33 năm rồi. Có quá trình công tác là 18 năm làm trạm y tế Vinh Hiền và chuyển lên kia thì 14 năm. Bây giờ thì đang làm phụ thêm về Hội Chữ Thập Đỏ trong công tác khám chữa bệnh từ thiện. Nói cái chi thì cũng đời rằng phải có chỉ duyên. Có một nhà hảo tâm của Vinh Hiền thì họ muốn tổ chức để khám miễn phí cho bà con. Thì khi đó tôi làm ở trạm y tế Vinh Hiền thì Hội Chữ Thập Đỏ vận động được khám, thì tôi thấy việc này thì cũng có ý nghĩa, nên tôi đã tham gia và từ đó tới đây thì là 15 năm rồi. Bệnh nhân tới thì qua bộ phận đón tiếp, thì qua mình là khám bệnh xong thì sẽ có một người, lúc trước có một người hỗ trợ để cấp thuốc. Bây giờ thì trong trường hợp mà eo hẹp con người thì mình tự cấp thuốc luôn và hướng dẫn cho bệnh nhân về thuốc đó. Và hẹn tái khám sau mỗi lần mình khám bệnh. Thì công tác khám thì khám thứ bảy mà thôi. Những đợt năm đầu thì bà con rất là đông, khám thậm chí hai bác sĩ thêm một người phát thuốc nữa thì công việc rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì các anh thấy là thì có ít lại. Nhưng mà thật ra thì công tác mà chăm sóc sức khỏe thì do trạm y tế là chính, và bây giờ thì mình ở trong vòng thứ bảy mà thôi, là để mà cho những người nào mà họ không khám kịp vào trong đó hoặc có bệnh cấp cứu thì mình sẽ giải quyết. Niềm vui lớn nhất thì khi mình thấy một cái bệnh nhân mà mình chữa mà họ thấy ổn định, họ tới mà khi nào mà đối với người dân họ gặp mình thì họ đều tươi cười. Đó là niềm vui lớn. Nhà tôi thì ở thành phố Huế, thì đi về đây thì khoảng 45 cây số, thì di chuyển bằng xe máy thôi. Đa số tuần nào là cũng đi, trừ trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt như mưa bão thì thôi. Và thấy càng ngày thì tuổi lớn thì thấy đường hơi xa hơn được thôi. Khi tôi ra trường thì sau khi đi học một năm thì về đây. Thì nơi Vinh Hiền thì không phải là quê hương, tuy nhiên nơi đây là đào tạo tôi trưởng thành và là nơi tôi cống hiến. Thành ra thì Vinh Hiền cũng như coi như là quê hương thứ hai của tôi. Tôi tên là Nguyễn Hành, tôi sinh ra và lớn lên ở đây và tôi đang sinh sống và làm việc ở Hoa Kỳ. Sau hơn 2 năm dịch bệnh tôi không về được, hôm nay tôi về thăm mẹ già và thăm lại quê hương.
Không phải lần này, nhưng mà lần nào tôi về đây thì tôi gặp cái dịp tôi vẫn ghé đây tôi thăm lại. Thì tôi ghé thăm để coi thử cái sự hoạt động của trạm khám bệnh như thế nào. Và tôi rất vui ghé là họ vẫn duy trì cái hoạt động như ngày trước và cũng thấy là thỏa mãn. Tôi có một ông cậu và hai bà dì là mất đi từ cái đau đớn đó. Tôi mới nói á, quê mình là còn nhiều đã vất vả, còn nhiều nghèo khó, rồi những người bệnh là cứ như thế. Thì tại sao mình không làm một cái phòng khám bệnh ở đây giúp cho bà con? Phòng khám của Vinh Hiền mình ấy là được hình thành vào năm 2003. Và sau năm 2007 thì được chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ. Thì thấy cái mong muốn và cái nhu cầu của bà con nhân dân hết sức là tâm huyết, cho nên là lãnh đạo và chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để cho cái hội chữ thập đỏ đây là xây dựng một cái văn phòng khám để tạo điều kiện là cấp phát thuốc miễn phí cho bà con. Vì cái điều kiện là đường xã xa xôi quá, ở đây lên tới bệnh viện Huế thì nó cũng xa, và hồi thời kỳ đó là chưa có đường và chỉ có đi bằng phương tiện đò qua từ Tùy Vấn qua đến Đà Bạc. Đối với cái tâm huyết của bà con và những thứ bà con định cư ở nước ngoài đáng trăn trở và cũng mong muốn để xây dựng được cái phong trào hội chữ thập đỏ, là đặc biệt là cái phòng khám để khám và chăm sóc sức khỏe cho bà con. Riêng đối với cá nhân là anh em của trong ban thường trực thường vụ của hội á, là thế như vậy là thường xuyên làm công tác là mở rộng kêu gọi các mạnh thường quân là để tài trợ để mà mua thuốc là về cho cấp phát cho bà con và làm cái công tác nhân đạo. Thì ngoài cái việc mà coi như là khám cái công tác mà khám bệnh cho bà con cấp phát bằng miễn phí, thì hội còn vấn đề cái hoạt động các cái thiện nguyện khác. Cái định hướng đến thì đối với cái hội chữ thập đỏ ở đây, cái nguồn lực của là chúng ta là đã sẵn có rồi, thì chúng ta cố gắng phát huy và duy trì. Cái thứ hai, chúng ta tranh thủ ý kiến lãnh đạo chính quyền địa phương để hỗ trợ trợ giúp cho mình, tạo điều kiện cho mình để mà cái hoạt động là càng ngày càng vươn lên, để làm cho cái công tác từ thiện này ngày càng mở rộng ra và ngày càng được uy tín hơn. Theo nhận định thì vai trò của tôi là chỉ có là một mắt xích nhỏ thôi. Vì thật ra để cái phòng khám này thành công á, là có sự góp sức rất là nhiều người, nhiều nhà hảo tâm, nhiều người họ đóng góp rất là thiện nguyện. Ngay cả các anh trong hội chữ thập đỏ đây thì anh làm hoàn toàn miễn phí. Thành ra mình chỉ góp sức là trong cái chuyên môn mình là khám chữa bệnh cho bà con thì mình góp sức. Thành ra nếu về vai trò cá nhân thì tôi thấy tôi cũng lớn. Thiện nguyện thì mình cảm thấy mình gắng được từng nào thì mình sẽ cố gắng từng nào. Thì tôi mong muốn là bệnh nhân càng ngày càng ít lại vì cho họ lành bệnh. Nhưng thật ra thì với trên phương diện thì các bệnh mãn tính ngày càng nhiều thì càng khó khăn hơn cho bệnh nhân. Và cũng mong muốn là sự góp sức của tất cả mọi người hảo tâm mà để đóng góp cho cái hội ngày càng vững mạnh lên. Hồi trước đó giúp đỡ tôi nhiều, mà hơn nữa cũng nhờ bác sĩ Đặc Thất cũng tận tình giúp đỡ cho cái khu vực ở đây rất nhiều, để xin cảm ơn. Thế em chuyển ra như bác khám nên có hết khỏe đó, xin cảm ơn mấy bác. Không có cái gì, tôi chỉ mong muốn là bà con ở đây là càng ngày là càng đỡ hơn, và cái trạm này nếu trường hợp còn phục vụ được cho bà con cô bác thì cứ duy trì.